ngày nay dân miền bồng hộp mây mùi tiên đó chả cứ bồng phong trung ngoan nó bồng ôn tay sầm rập ca bồng phong trung ngoan ấy cứ dân miền trung bồng thì say không ca bà lã chả lấy dân mà mơ tặng ớt nhé chả dân nè dân ở vô trung ngoan ấy hàn chả pi chả nát ca chả pi đông dân chả bà tọa máu dân hàn bia gì slide á nè hàn bia gì công hàn bà đội chả nát hàn hàn thật tình vậy nè nên ông han phải đổi sai bóng ôn hay bằng cách trên chị tân vậy cho lỏng á nè dân han dân máu chà một tô máu nè bà sân là thao viên một bên nắng à nắng dân vô bên nắng á bà sân là thao khơi viên qua anh pết rồi anh dân qua anh pết dân cô viên dịp màu nè chà hai xâm rạp mà hôn mà một ngày đai ná cứ hai dịp bóng ôn ở đây bàn thơ hô bè ní ná chà nè cứ xâm rạp của một thơ hai rút chia bánh vào chân ngành đầy nhưng mà bánh bánh đó ông nó gọi thông bê đập bê dùng bông tới bê chạp vì tới bê chạp cho ấn á chà à lỡ yên khăn hết yên lâu tiếp tục bằng lửa sẵn chà và tao bị yên khăn hết à lỡ yên vô cái mình liên bằng tay chứ đàm bê cũng bằng bát à chiếc lên mô ăn chân nhé chà tim mối cứ không tạm bở bằng tay hai năng mà sao chá bằng tay chứ bằng bốn chà nhưng đặt pi nâng tới hai dân giờ đại chạm biên chân máu này cho bài biên chân á cho bạn chân tới cứ thân đại dân ở đại biên đây không ngoan tình mà nó cứ biên chân mà thân chả ngoan nó vậy đó chả ngoan nó nỉ hết à nhưng chỉ bỏ lên hai chị gì tới mà nẹt tia tới nó chỉ bỏ bây giờ shop cho khi ông chân tới dân chạm vô bây giờ liên tấp bây giờ dân liên tấp dân thử liên hái dân cho bà liên tình tình đàm bây ở vì ở dân tập với nó dân vô bây giờ liên tấp bây giờ bông ôn liên tấp hái dân bị bày tấp á nó liên bị bày tấp hái dân u vì ở vì ở tấp á chà anh nói dân vô tập liên sớm anh nghe lỡ sạch mua anh dân mang liên rủi rồi ở hết nó dân liên hết đã chùm rõ bây giờ ở một tấp đó à có to á dân xong krương vậy mỗi lần dưỡng vô tầm bóng xong xong cái đường xanh á chà chia đầm bóng cứ phải nhóm tạ sụp khó no bằng tách ẩm bơ bằng tách hai chậm mà rết cứ nhóm tạ bằng tách đai ná và to mà tiếp cứ phải nhóm tạ score bằng tách các bạn chà nên nhóm tạ bằng tách tế chà hay bắt đầu mà tiếp khi ông tạo prank song từ khi ông tạo bằng tay đây nhé và sau những bóng ôn biến có đạo tới bọn biến bảy đạo của ban đấy prank song nhé chà hai cái lá lập địa ba với tiền cho nó hiện tại bắt đầu mang tiếp ông tạo sẽ yêu nhà ông tạo sẽ yêu cho và hai chia cái lá lập địa ba được thế sẽ yêu đấy khi ông tạo sẽ yêu chân á sẽ mẹ đại cái vô tài cha mà hô á chà ông tạo phải chuột cái lá lập địa ba làm bay một bàn thay vui chiết ở đấy nhé và sau những bóng ôn biến tới bóng ôn bảy đạo của ban đây ấy nhóm biến hiện tại đấy con dân đã hái dân thì bỏ dân máu bông bông cho cả hai môn bông bông bây giờ lời thằng lạc kỳ ấy chứ dạ à nó cứ môn cái bà lạc hạt bạc xe và tay thằng hái môn nó cứ bà lạc bạc xe chẳng nó hay dân vô từ bông bông á cứ tha cái mùi nó mà sai chai còn mà sai chai phải thơ ơi môn phải dân nó bền bông cứ là xôi sắp đây à nít bây giờ bà lạc chẳng hái dân phải áp tốt đi thì dạ phê đó cái lạnh máu tao mà máu á mà sao được ôn ai tụt ban mà máu mà tụt tới mà sao được tụt ban mà máu té thì tụt cái thằng cái lạnh máu của ban đang làm bây giờ thì chui chìa bỏ à bây giờ thì bỏ riêng cho mình thấy mà này ti xong đó thằng dương vô bây giờ tụt tạm tụt á cứ mà sao thôi dương cứ ban cho bỏ tới bia chui khi ở hết á mong ôn à gì tới cửa bình chân này mong ôn này nhé phụ ấy nhóm bẹt sau đây nó là sao ấy về để nhông bẹt sau đây nó tới về để nhông chặt sạch nó đã trôi từ một bông viền vào bả biết từ lại từ ca đó mình chấm nhông tục chặt liền đây là sao tới hay dương chặt đi mùi muối đã trôi bông mình và to bị dương chỉ bỏ hái đi dương mà đặt tâm hoài dương á tại dương hang tục môn đó chờ dương đã bị trôi ở hết á à dương chỉ bỏ về trôi nghe tiếng nào bông bông lên cái này vậy à đấy cứ một mà hộp mây mùi tiết á chà cứ ở sân nghe này thì thôi đâu thế này thị trấn thường là cái bông chỉ là cái nặng thon mà đá cái đai bông là được nhồng chén á
à lỡ như một bao khăn hồi dương nó dương đặt ôi viên cái đôi mà là muộn mà nó còn mỗi cái đôi khăn về á trời là nhung sạ chỉ lộ tết sân à con cái đôi con ôn chăm tết tết sân hai chồng phụ khăn này dương mọi đặt cái đôi khăn về đặt viên là muộn mà nó của ấy dương miền phòng tia phong miền ấy phong chân nó dương đặt lên khăn về bị vào khâu bị chập khâu á bây giờ lỡ khăn phải dưỡng bằng cả đau đó nè, cả đau đúng cứ thầm mẹ đó cả đau mà rồi phía rồi thầm là chết sắp bài thức phía rồi ba nè lỡ dưỡng chạp với mùi môi cho mà đạn chân á nhưng tại vì chân mà dưỡng cũng chạm mà đó một đông một đông thì chạm nó một đông cực đông nó tới cứ đi mỗi cứ bị ở xa thì ai đi phí cứ về nhẹ nhảy rộng hết á nên hiện đạn chân lắm nó phải để bóp ổn đó cùng ai từ bỏ lấy chỗ này nó như là những cái mà từ tốt chân càng như lại nhưng từ bỏ vì thành chân tới bị bay à nó sạch mà sai là dân cả lại môn nắng á mà sai nó bây giờ mang cream nó giống như thành lọt đi mất á hai chồng cua ở ca một con đi đá cái dương bằng con ngoài biết chân cream cho tay mà đo với những thằng ca một con khi xa là bây giờ đi nên thì thật thiệt suy á bọn con này dương con tay mà đo thì đã có suy liền dáng dương lại đi là một con nắng ba hết à lỡ dương vô đi xem thấy không bảo lắm trời như thế con lá là bây giờ con à thay tiền trắng đấy trời con đi lại đông cho nó tôi bị dân sơn hai là dân cho đơn đặt sạch môn dân con to tiệt á trà dân con to tỏ con to tỏ hết trầm dân đặt sạch môn dân con lực thì phi đó trà đang phi con lực thì phi đó cứ thằng nào chui cái đất đó trà trà bảo dân mau bằng con món phải dân chỉ lực thì phi đó trà hai trăm bốn khăn cái lại nó cái dân bao lượng khăn bên màu dân còn bao ở dưới dưỡng tê đó còn ba cái con dân bao lượng khăn này đó trà em biết con gì cứ lên lại mà thấy đưa ra thằng mà sao mình qua tao chơi cái quay chơi ở cái buổi này đó nhá nhưng mà chơi hiện sang đây nhưng mà lấy cái nón dương con cái nón ba nhá càng nhưng mà là thay tạo dư vậy mới tới dưỡng xui khi ai được lang ba này nhưng còn khi nó làm tróc tróc còn một phần trời ạ lấy cái dương vô mặt đạn nó không trang thằng dương nhìn cái đầu cái đầu ấy con là băng dướng cứ ban phơi rồi rồi hay là con trà sầm đập cũng chưa biết cứ chanh mình tên